Ok và hay xin nhận được các bạn. Nói chung các bạn, bây giờ mình làm đi nào một chút xin được đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với từ game Minecraft. Và bữa nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mod mới, đó chính là chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ trở về với lại cái thời đại quái vật. Không, thời lịch sử chứ. Với những con mod mình đang cầm trên tay, tuy những cái trái tướng của nó rất là khác nhá. Bây giờ mình sẽ triệu hồi ra từng con một. Đầu tiên là cái con Anubis. Đây là một ông gọi như là mấy ông kỵ sĩ mà luôn luôn đeo một cái áo trầm xanh lá. Hai tay của ổng là có một cái hai tay cộng màu vàng và mắt của ổng rõ rực. Ổng cầm một cái thanh cái cây mà tự nhiên cây đá đó, thì mình gọi ổng là Anubis, nhưng mà thực chất là tên gọi mình như vậy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi ra con thứ hai. Đây là một con rắn, tên của nó là Asian Groba. Con này á là một cái con mà rất là nó đi rất là lung tung á. Đây, con này giống kiểu con rắn đánh hổ mang á. Đấy, nhìn đầu nó với lại cái mình của nó là biết ngay là con này con rắn hoặc là con vuông rồi. Tiêu hồi là con tiếp theo. Đây mới mình con này có rắn độc nè. Đúng, con này có rắn màu mang nè, con kia có rắn độc. Đây. Nhìn cái gầm nó biết ngay. Con này á là mình nhìn coi. Con này á là toàn thân nó màu vàng và trắng. Này đi đâu rồi vậy? Mình đuổi theo nó. Thì người của nó màu đỏ nhé. Thế là màu đỏ thùa rồi. Đó, màu đỏ thùa. Mắt nó một xanh lá. Còn con này nó rất là nhỏ luôn. Con này một miệng to nè. Răng này cũng nhìn rất là ghê. Còn cái mang của nó là màu mang nó là sọc. Đấy. Tiếp theo là thâu hai. Đây, con này có thể biết bay á, nó bay, nó chạy rất nhanh, cái giọng này là đuổi mà kịp nó luôn á. Đây, tiếp theo là cái con Pharaoh, hoàng đế thượng đế Ai Cập. Kim cương, rồi nó đánh nhau cơ. Quá ơi, nó bắn ra một khối kim cương, quá trời. Nó bắn ra một đống kim cương. Mình không hiểu là đang làm cái quái trò gì ở đây luôn. Đây những cái con mà mình từng chiều hồi ngoài ra mình hai lần của em mình luôn muốn là tác dụng những con mà cần nhất luôn á. Chúng ta đang kiểu được mấy cái đâu.
thôi, nó một đống con rắn thủ ma lung, nó ma con nè, được không? Đấy. Chỉ là nó rớt ra một cái viên kim cương thế này. Riêng mình tuyết không biết như thế nào, cái nó quá là ấy đi, không hiểu là người tuyết như thế nào nữa. Xem coi tuyết là đâu rồi, đây 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 đây, đây bây giờ mình sẽ triệu hồi con người tuyết, nó chống lại được đến đâu. Nhớ like, share và subscribe kênh của mình để mình mau chóng được đạt được 100.000 lượt subscriber. Và nhớ chia sẻ kênh cho mọi người cùng xem. Một điều mình luôn nhắc cho các bạn đó là
kênh đối tác của YouTube. Và mình không muốn là kênh chúng mình cứ càng cái tình trạng như thế này đâu. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào 2 tuần nữa.